Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức, em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm Mặt bạc nhỏ Đức Mẹ Ban Ơn. Mặt bạc nhỏ Đức Mẹ Ban Ơn được chế tác nhỏ xinh, từng đường nét tinh tế. Mặt bạc Đức Mẹ phù hợp cho những khách hàng theo đạo Công giáo, có đức tin với Đức Mẹ Ban Ơn. Trang Sức, em và tôi chuyên cung cấp các mẫu mã mặt hàng về trang sức Công giáo bền đẹp, chất lượng. Mặt bạc nhỏ Đức Mẹ Ban Ơn, bảo hành uy tín, thanh toán an toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.